ơi, làm ăn gì để chịu nổi không? Bởi vì tức hết sức mà. Đó, mướn vô làm mà làm vậy là dơ như vậy là chịu đời nổi không? Tôi đã nói rồi, dơ giá là không bao giờ tôi chịu nổi hết trơn rồi. Đó, chịu gì nổi, trời ơi. Làm ăn gì, chuyện này chắc đuổi hết chứ còn làm ăn gì nữa. Tôi là tôi ghét, không được dơ. Nhà sạch sẽ, thôn tho đàng hoàng, lúc nào cũng vậy. Chứ không phải dơ như vậy. Hôm nay ta được gọi là sạch sẽ nhất. Quá trời á. Quang, xin lỗi. Sao? Nhóm này. Ông cởi dài đi giùm tôi, cởi dài mình đi. Gì ghê vậy? Trời ơi, cởi dài đi. Ê, em làm cái gì? Phải, ông cởi dài đi, trời ơi, phải sạch sẽ, phải sạch sẽ. Tôi mà sao ông là quét tôi phải. Bỏ lại đôi giày đó đi, bỏ lại đôi giày làm gì đâu. Rồi, xong rồi. Rồi, vô đây, qua đây. Làm gì? Qua đây đi. Ờ, cứ ngồi đây được không? À, được. Ê, vậy? Hả? Ông quét hoài vậy? Không phải, tôi sợ nó bụi bặm. Trời, ông biết cái tánh tôi phải sạch sẽ. Tôi muốn ông sạch sẽ vậy cho nó hay, hiểu không? Ờ, ông ơi, ông làm quá. Trời ơi. Ờ, gì vậy? Không, tôi sạch sẽ. Bây giờ lẹ đi, đang đám dỗ mà gặp ông, rủ ông đi, tôi mệt ghê, trễ rồi kìa. Đó, cái ly tôi lao ông theo, bóng lửa như vậy. Giao cho nó làm bê bối như vậy, nó hỏi ông sao chịu nổi. Thôi. Không, bụi cái ghế, quét hoài vậy? Bụi đâu thôi thấy được rồi mà. Đi lẹ đi đè, trễ giờ rồi. Chờ chúng đi, chờ chúng xíu đi mà. Bao lâu nữa? 2 tiếng thôi. Cái gì? Trời đất ơi, đi đám dỗ mà bây giờ đi trễ rồi. Mà ông biết rồi, ở đây dưới này nó ăn dữ lắm. Trời đất ơi, mình lỡ mình rửa chén hả? Thôi đi, đi. Chờ chút xíu, chờ xíu đi mà. Thôi mà, trễ giờ rồi ông ơi. Tôi phải sạch sẽ ông ơi. Phụ cho đưa đây. Đưa ông lao sạch sẽ, sạch sẽ. Ừ, nhà phải sạch sẽ ông ơi, không sạch sẽ không được ông ơi. Trời, tôi lúc nào không theo người cũng phải thơm tho sạch sẽ là vệ sinh ăn hoài. Tôi nói cho ông biết, mình lớn tuổi rồi, mình phải sạch sẽ như vậy nó bảo vệ sức khỏe cho mình mới sống lâu được. Nè, ông hiểu nè, không nè, 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 quẹt đây nè, bụi trong đây nè, đó lọt vô đây cũng vậy. Lẹ đi cái đầu tôi nó ấy cho. Trời ơi, ống quá đâu vậy, kỳ quá. Thôi lẹ đi, 7 tầm 3 đi nè, từ từ đi, chờ chút xíu đi. Trời ơi, đi đại đi ông ơi, đi ăn đám dỗ mà gặp ông rồi mệt ghê. Xong rồi phải không, ông mua trái cây rồi xong rồi phải không? Thôi, lỡ đó đi bao thơ được rồi. À, đi bao thơ được rồi không? Rồi, xong. Rồi, lẹ đi, rồi tôi đi. Ôi, trước rồi, à. Thằng phải sạch sẽ nha ông. Cái sạch sẽ nó bảo vệ được cái sức khỏe mình lắm. Mình lớn tuổi rồi, ông phải sạch sẽ. Mệt quá để tôi phụ ông đi, ông đứng yên cái đi, để tôi làm hết cho. Mệt đi, mời ông đi ăn đám dỗ mà. Đây, tôi làm luôn. Ừ, làm gì? Nó đỡ mệt tôi mà, cái là nó sạch sẽ nhà tôi nữa. Ừ, vô cùng cảm ơn ông. Ừ, sạch sẽ. Ừ, ông sụp kỳ quá. Theo nè, sạch ra đó. Được chưa? Bảy ông ngửi vậy. Tôi thích cái người sạch sẽ vậy đó. Ông chơi với tôi bởi vậy, ông biết cái tánh tôi thích lắm. Lẹ đi ông ơi, trời ơi, đi lẹ. Đi lẹ. Được rồi, lát nữa làm tiếp đi. Rồi mấy ông ra, ông chờ tôi đi, tôi giải quyết cái bình rác tôi ra liền. Rồi, ra liền nha. Rồi. Mệt ghê. Nè, ra ngoài trước đi. Ơi. Lẹ đi ông ơi, trời đi ông đám chỗ mà gặp ông là mệt quá đi. Rồi có liền, từ trời ơi, tôi sao ông chứ đâu mà. Bởi vì tôi nói tôi cái gì vậy? Đâu có gì đâu, thì ông đi tôi đi. Cái gì vậy? Đâu có gì đâu, thì ông đi tôi đi. Trời ơi, đi lẹ đi. Sao ông giờ ông hoài rồi, đi. Ông cứ lực cà sức quá. Trời ơi, ông làm cái giật mình hoài à. Trời ơi, ai mà mất ý thức vậy trời, rác rồi thấy vô nhà người ta vậy. Tôi nói ông á, ông cần lên trình trực kỳ nãy giờ. Đi đám dỗ mà ông sợ. Cái gì là lạc đường người ta luôn, không có biết đường xá đâu. À, đi ngõ này mới đúng là gì vậy? Ai mà cho mất dạy, hôi rinh. Cái gì đưa tôi coi thử coi. Rác. Thôi hả? Hôi chi. Ngu quá. Tôi đã nói với ông rồi. Mà ở đâu? Thằng nào? Thằng nào liệu có bị rác này vô người tôi? À, để coi, để tính coi cái đường chim bay. Ở đây ra, chứ đây chống lỏng sao ra được. Em coi. Cái hàng rào ra nè. À, chúng đây dứt khoát khu vực Điều Quang ra. Chống Điều Quang ra? Ừ. Ai? Thằng nào? Ai? Thằng nào? Trời đất ơi, thằng này. À, thằng Bần. Sao mày vậy Bần? Mày liền cái bịch rác này phải không Bần? Con luôn á, con nói là con á. Nhưng mà con nói chú nè, cái gì cũng phải có lửa mới có khói. Mày đúng đi, mày đừng có nói cái vòng vo gì hết trơn á. Tao hỏi mày nè, mày nghĩ sao? Mày đâu phải là con nít 2-3 tuổi đâu. Mày lớn mày phải suy nghĩ mày đàng hoàng chứ, tại sao mày liệu cái bịch rác cho người tao? Thúi rùm, thấy không?
hả mày? Mày ăn ở về hả mày? Sao con chơi kỳ vậy? Trời ơi, ông chính con nói là ông chính nghe nè. Cái gì cũng phải có lửa mới có khói, có nguyên nhân mới có kết quả vậy chứ. Thôi, phải là có dạy dòng giữa nguyên nhân vậy đó. Mày cố tình mày lựng rác cho người tao. Đó, vậy bây giờ hỏi chú biết bịch này bịch gì không? Bịch rác. Bịch rác của ai? Của tao. Không. Không, mày đừng gài tao. Không phải của tôi, không phải của tôi. Mày đừng gài tao. Nhìn thì biết bịch rác liền. Của ông chắc chắn luôn rồi. Ủa sao ông biết của tôi? Chứ nữa, ông nhìn ông biết bịch rác tôi. Ông nói vậy nó coi tôi ra gì? Tôi tưởng quá. Ông tưởng bịch quần áo, ông còn biết bịch rác. Mà con nói ông chính nghe là đâu phải là lần đầu đâu. Mấy lần rồi vậy lấy hả? Bịch rác cứ đi ngang qua thảy vô nhà con, mà chúng má con, mà ba nghĩ là thôi hàng xóm không nói chi thôi nhịn. Mà cứ nhịn hoài cứ bị ăn bịch rác hoài. Nói con nghe con không biết ngày hôm nay con mới bị nhỏ đang lui cui quất cái in vô cái. Con nói thiệt may mà nó còn móc ngay đây nè, chứ không thôi là vô mặt là ăn cho hết thúi hùm. Ông mới quăng á hả? Dạ. Hèn chi đi cực hoài. Trời ơi dễ sợ quá. Thử gì ông làm tôi giật mình chứ không phải. Thôi đi ông ơi. Mà sao kỳ vậy? Ông ăn ở sạch sẽ lắm mà sao tôi chơi gì kỳ vậy? Tôi ghét lắm ông ơi, rác mày dơ để cho mình nào tôi khó chịu à. Trời ơi giải đó. Chú nói vậy mà chú nghe được. Chú để rác ở nhà chú sợ dơ vậy thảy vô nhà con chắc nó không dơ. Thì nó qua bên đây rồi sao chứ còn nhà tao nữa mà dơ. Trời đất, không dơ nhà chú, dơ nhà con. À đúng rồi, nó nói đúng rồi. Ông đừng có làm gì kỳ quá. Ông biết sạch sẽ cho ông không mà ông không biết sạch sẽ cho người chung quanh là sao được? Ông sạch nhà mình không cũng phải sạch nhà hàng xóm chứ. Cái dơ đẩy của nhà hàng xóm à? Không được, cái đó là sai rồi đúng không? Rác cứ để nhà, người ta lại lấy việc gì quăng đi vậy? Nhà ông sạch quá hả? Thôi lỡ rồi, đừng nói dài dòng nữa. Thôi đúng, xin lỗi. Xin lỗi được không? Chị... xin lỗi gì giống cây lộn quá. Chú xin lỗi mà con nhìn con sợ quá. Xin lỗi đàng hoàng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hả? Cho ta xin lỗi được không? Được. Phải khi mà chú nói vậy mấy lần trước chứ ma còn đâu có chuyện gì đâu. Đúng rồi, chị đừng có quăng rác nhà ta nữa nghe không? Mà... biết rồi. Có ông chính cái con nói con xin lỗi ông mười luôn. Con thiệt con bực quá. Tức quá mày. Đang tức quá nên con ra con chọi lại đó con. Trời suy nghĩ con cũng sai. Thôi bây giờ con xin lỗi nhưng mà thôi kệ nhờ vậy cái có lời xin lỗi gì như ta làm. Có qua có lại nghe. Ta xin lỗi mày xin lỗi tao. Dạ, xin lỗi. Vậy đó. Sớm láng giềng phải biết nương nhau mà sống, biết giữ sạch sẽ cho nhau đúng không? Dạ. Tối lửa tắt đèn có nhau mà ông bà nói rồi. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Dạ vậy cuối cùng còn bịch rác này sao? Qua người đó lấy lại đi. Thôi mày đem nhà mày đâu đi. Trời ơi. Lấy lại của mình lấy lại. Ủa vậy hả? Thôi nói giỡn vậy thôi chứ giờ con nghe chú đi đám giỗ mà. Hay để đây con đang dọn luôn cho. Trời ơi, thằng này nó dễ tốt đương quá. Dễ thương vô cùng rồi đó giờ tao không phải với mày tao bậy quá. Dạ. Thôi đừng giận nha, đừng giận nha. Dạ. Đi ơi, trời dạ. Ơi, trễ giờ. Qua bển rửa chén đi. Dạ. Đi đánh chỗ nha. Chút xíu nữa lộn đường nữa rồi. Lo vụ đó đi, lo vụ đó đi. Ủa tôi qua đây mình mượn tiền chị, gặp chị không có, sẵn có chồng chị cái tôi cũng kể hoàn cảnh gì đó. Trời đất ơi, rút trong túi ra một cọc tiền quan